Hồi ký 46 năm chức vụ mục sư Nê Văn Thái Cơ quan sản xuất tin lành 14 đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn V Ấn hành 1971 Lời tựa Như những dòng nước sống mang tình yêu tuôn tràn vào sa mạc Ân điển và tình yêu thương của Cứu Chúa Giêsu Christ đã đến với dân tộc Việt Nam Thật rất dư dật và lạ lùng Chỉ trong một thời gian ngắn ảnh hưởng của tin lành đã lan rộng khắp ba miền Trung, Nam, Bắc và điều đáng ngợi khen Chúa hơn hết là sự hiện diện của hội thánh ngài trên phần đất bé nhỏ này như là một phép lạ. Vì từ một số người ít oi, bé nhỏ, hội thánh đã tiến nhanh đến chỗ có thể kết hợp được một tập thể rộng rãi, đông đảo như ngày nay. Nói thế không có nghĩa là những nhà truyền đạo tiên phong cũng như những người lối tiếp trách nhiệm thực thi sứ mạng thánh có thể hoạt động dễ dàng trong bối cảnh lịch sử, cởi mở và khách quan. Được, chính quyền thông cảm và được quần chúng ủng hộ. Sự thật hoàn toàn trái ngược, tin lành được chuyển đến Việt Nam tính đến nay 1970 đã gần 3 phần tư thế kỷ. Trong khoảng thời gian đó, các đầy tớ của Chúa đã phải hoạt động song song với những sự ngăn trở. Ngày nay, chúng ta tương đối được dễ dàng trong việc truyền giao, ơn cứu rỗi, nhưng ngày xưa, hội thánh đã phải chiến đấu gian khổ để trưởng thành trong những hoàn cảnh hết sức bi đát cô đơn, cùng cực. Nếu không có sự gìn giữ và bảo hộ của Chúa thì chắc rằng không thể nào tồn tại được. Thái độ của chính quyền Pháp Việt lúc bấy giờ rất khắt khe đối với tin lành. Thêm vào đó là những lạn kỳ thị tôn giáo do một số đồng bào thủ cựu chủ trương. Cho nên giáo sĩ luôn luôn bị ngược đãi và những nhà truyền đạo đầu tiên phải thường xuyên sống trong sự đe dọa, bắt bớ và tù đẩy. Tuy nhiên, tạ ơn Đức Chúa Trời, vì trên hết mọi điều đó có cánh tay của Chúa Giô và hội thánh của Ngài vẫn sống. Ngày nay, nhìn trở lại những chặng đường đã qua trong chức vụ, tôi tự nhận có thể ngẩng đầu lên, lớn tiếng ngợi khen và tôn vinh ba ngôi Đức Chúa Trời về những việc mà Ngài đã làm trên đất nước chúng ta. Và đó là một trong những lý do khiến tôi viết lại tập hồi ký này. Mong rằng quý vị độc giả có thể xem đây như một nhân chứng của lịch sử sau hơn 45 năm hầu vị Chúa, tôi muốn được cùng quý vị ôn lại quá trình hoạt động của hội thánh. Từ những ngày đầu tiên để quy vinh danh cho Chúa và đồng thời cũng để nhớ lại những tấm gương sáng chói của bậc đàn anh. Là những người đã đi trước chúng ta và cũng đã hy sinh trọn vẹn cho công việc rao truyền tin lành. Làm công việc này, tôi nhận thấy là khó có thể tránh được những thiếu sót. Nhất là đối với việc siêu tầm và san định những tài liệu lịch sử liên quan trực tiếp đến vận mệnh giáo hội vì sự hạn hẹp của ký ức gây nên nhưng mục đích của tôi qua tập hồi ký này là góp một phần rất nhỏ để tổng hợp những tài liệu lịch sử làm bàn đạp cho những nghiên cứu bao quát sâu sắc hơn ngó hầu có thể tiến đến việc soạn thảo một quyển lịch sử hội thánh tin lành việt nam đầy đủ và xúc tích tôi xin chân thành cảm ơn cố giáo sĩ e f Iwin về những tài liệu liên quan đến công việc truyền giáo của Hội Thánh Phước Âm Liên Hiệp tại Đông Dương cùng tất cả quý vị mục sư, truyền đạo và tín hữu xa gần đã giúp tôi những tài liệu thiết thực bổ túc cho những thiếu sót trong việc thực hiện công tác này. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước lại trên quý vị cách dư dật. Amen. Nha Trang, ngày mùng 1 tháng 5 năm 1970, mục sư Lê Văn Thái.